bài thuốc, đó là bài thuốc sạn thận, sạn bàng quang, và có thể là trị các cái loại sạn mà trên đường tiết niệu. Quý vị bẻ nấm ôm đây nè, bẻ đây nè, đây là bẻ cái nấm rồi ngồi ôm, bẻ cái đọt đó thôi, sáng nấm chiều nấm nhé, ra ngồi ôm nè đó, trồng tốt ghê không? Chỗ này bỏ vô mà đậu hũ kho là ngon thơm quá, hoặc nấu canh chua hoặc thơm quá. Cái muỗng á để nước dừa vô ít còn phá thiết làm, rồi mình dắt ra, có thể mình dắt bằng giấy mụn hoặc cái khăn gì cũng được, sạch là được, miếng vải sạch là được ha, chứ không phải cái này là mình thí dụ vậy thôi đó. Mình đè xuống nè, có thể mình túm cái giấy mụn dắt lại đây thì nó thuốc nó nhiều hơn đó. Đây xong rồi, muối đây để tí thôi đừng nhiều ha, đó miếng gì thôi đó, quậy lên.